Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trên kênh của Haley cũng đã từng được chia sẻ rất nhiều câu chuyện liên quan đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Hạnh phúc, đau thương dẫn đến tan vỡ. Tất cả mọi thứ hỉ nộ ái ố trong cuộc đời này, Haley có cơ hội được lắng nghe, được trò chuyện, được tiếp xúc và cũng được chia sẻ lên trên đây để cũng chỉ mong mang được những cái kinh nghiệm sống đến cho tất cả những quý vị sau. Thì câu chuyện ngày hôm nay khi mà được nghe chị kể, Haley thấy đau vô cùng. Tình chị em ruột thịt, coi như đừng nói tới tình gia đình. Ở đây chúng ta nói đến tình người trước đi đã. Thì chị ruột của chị ấy lại không có tình người, đừng có nói chi đến cái tình gia đình, tình ruột rà, tình ta nói là tất cả mọi cái mà tình yêu thương từ gia đình đó. Thì chị ấy không được bất cứ cái gì ngoài cái chuyện là bị chính chị ruột của mình lợi dụng để trục lợi cho bản thân. Tức là chị ruột của chị được lấy chồng là người Mỹ, được qua bên Mỹ sống cũng phải cả chục năm. Thì sau đó mới thấy cái hoàn cảnh của chị này, nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay đó, chị kết nối để kể về trường hợp của chị. Thì thấy chị này không có được hạnh phúc với chồng ở Việt Nam. Thì cái người chị ruột của chị mới xúi chị là mày ly dị đi. Rồi tao làm mai cho mày người khác để mày được đi qua Mỹ sống một cuộc sống sung sướng giống như tao. Thì chị này nghe lời chị ruột của mình mà. Có ai xa lạ đâu. Tại sao mình lại nghi ngờ và ngờ vực chị ruột mình chứ? Trong khi đó mình và cả gia đình thấy rõ ràng ràng là chị ruột của mình đang có cuộc sống rất là hạnh phúc đầy đủ ở Mỹ. Thì khi mà chị ấy, chị của chị nói như vậy, chị tin. Rất nhiều lần chị bị chồng của mình đi nhậu nhẹt về, nghe lời bạn bè, rồi đi chơi bời gái gú bên ngoài, rồi về, rồi còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chị. Cứ mỗi lần như vậy chị khổ lắm và điện qua than thở với lại chị ruột của mình ở Mỹ. Thì chính chị ruột nói lên những cái câu nói đó làm động lực cho chị này mạnh dạn ly hôn với chồng ở Việt Nam. Vì thật sự mà nói, nếu như chị ruột không nói thì một ngày nào đó cuộc hôn nhân của chị cũng sẽ bị đổ vỡ, là bởi vì chị sẽ không bao giờ còn đủ sức để mà chịu đựng những trận đòn roi của chồng giáng xuống mỗi khi ông ấy nhậu nhẹt về rồi sầm như vậy. Thì khi mà nghe hết những cái gì mà kế hoạch của chị ruột nói đó, thì ở bên Việt Nam chị cũng mạnh dạn ly hôn với chồng và giữ hết hai đứa con để nuôi. Thì ông chồng bị vợ bỏ, không cam lòng. Ổng suốt ngày cứ tới nhà chị quậy quọ và chửi bới, rồi kiếm cớ là giành giật đứa con này đứa con khác. Thì chị làm sao mà để cho ổng giành con mình được, để rồi cái cơ hội mình đi Mỹ và để được đưa con đi để lo tương lai cho con. Thì lúc này chị cũng làm căng, bởi vì chị lúc nào cũng dựa vào cái người chị ở bên Mỹ. Chị bên Mỹ là cái động lực cho chị tiếp bước những cái kế hoạch phía trước, để rồi mạnh dạn dứt cái cuộc tình với chồng của mình. Thì chị mới ôm hết hai đứa con, coi như là đi bỏ cái xứ đó đi luôn, bỏ quê nhà của mình đi tới một cái xứ khác để mà sống, chờ cho chị ruột của mình bên Mỹ kiếm người làm mai. Thì chỉ một năm sau thôi là có một cái người đó làm mai. Thì chị ruột của chị đó lại sợ là chị không có mạnh dạn với người Mỹ, không nói được tiếng Anh. Thì chính bản thân chị này cũng khờ lắm, cũng cục mịch lắm, không có lanh lẹ giống như chị hai của mình. Thành ra là làm mai cho chị người Việt Kiều. Cái người đàn ông Việt Kiều này là 60 mấy tuổi, coi như bằng tuổi ba của chị ở quê luôn. Nhưng mà không sao, không có nề hà gì hết, miễn sao là mình được cưới rồi mình được đi Mỹ thôi.
tại vì cũng ý y là qua Mỹ có chị hai của mình. Rồi ông Việt Kiều này ổng về gặp chị và ổng ưng liền và tổ chức cưới liền, và hồ sơ giấy tờ coi như làm gấp rút gọn lẹ lắm. Ở cái năm 2008 á, chị nói là làm gấp rút lẹ lắm, thì chỉ có một năm mấy thôi là chị được qua tới Mỹ và đem hai đứa con qua luôn. Qua tới Mỹ rồi thì tất cả mọi thứ chị cứ nghĩ là có chị hai mình ở bên đây mà lo cái gì. Đó. Thì không ngờ nha, khi mà chị phát hiện ra một cái điều động trời thì chị mới nghĩ rằng là cái người mà hại mình chính là cái người thân của mình. Cái người mà cười mình khi mình khó khăn và đau khổ cũng chính là người thân của mình. Mà cái người luôn luôn ganh tị vào cuộc sống, cuộc đời của mình thì cũng chính là người thân của mình. Thì khi chị nhận ra được cái điều đó thì chị mới coi như không có một cái đường binh nào ở Mỹ. Vì không có một ai mà không lẽ mình đem kể chuyện nhà mình cho những người xung quanh nghe, đúng không? Khi mà được đặt chân đến Mỹ sống với anh chồng của chị đó thì trong lòng đinh ninh đây là chồng của mình chứ không ai khác. Tại vì ảnh về Việt Nam mình đã ăn ngủ với ảnh rồi, có cảm tình với ảnh, nhớ nhung ảnh, thương yêu ảnh, thì mới, tại vì tất cả mọi thứ là tin vào chị hai của mình. Rồi đến khi qua bên Mỹ ở thì cũng sống trong gia đình có chồng mình đó, tất cả hồ sơ giấy tờ đều mang tên chồng, mang tên mình, coi như tất cả mọi thứ nó đều đúng theo pháp lý, trình tự nó y chang như vậy. Thì trên hồ sơ chị là vợ hợp pháp của ảnh và ảnh là chồng hợp pháp của chị. Sống được 2 năm thì cái khoảng thời gian mà renew cái thẻ xanh 10 năm đó, thì lúc này vợ chồng chị mới lục đục nhiều thứ. Thì chị thấy chồng mình không có về nhà thường xuyên nữa mà đi ngủ lang ở bên ngoài, thì chị mới để ý. Và chị cứ nghĩ và cứ giống như là đinh ninh nghĩ như thế này là chắc ảnh đi chơi gì ở đâu đó rồi ảnh xỉn rồi ảnh ngủ lại. Hoặc là có những lần ảnh nói ảnh đi làm rồi ảnh bị chuyện này chuyện kia chuyện nọ rồi ở lại. Cái công việc của cái anh chồng của chị mà hơn 60 tuổi đó, 65, 66 tuổi á, thời điểm đó đó nha, thì ổng vẫn còn làm phụ người ta đi cắt tỉa cây, rồi đi làm mấy cái mà trồng bông, trồng hoa, trồng cảnh á. Đó là cái nhà ai mà người ta muốn làm vườn hay muốn trồng hoa, trồng bông á, là chồng của chị đi làm cái chuyện đó và lấy tiền mặt. Đó. Thì chị lúc mới qua không có rành đâu, tại vì sống mới hơn 2 năm mà. Thì biết là ảnh làm chuyện đó thì có đôi khi ảnh đi thành phố này thành phố kia, ảnh về trễ ảnh ngủ lại là bình thường, chỉ nghĩ đó là cái chuyện bình thường. Nhưng khi phát hiện ra đó thì mới biết là ảnh đang sống với một người phụ nữ khác. Ảnh đang sống với người phụ nữ khác ở một cái thành phố khác đó, và cái người phụ nữ đó là ảnh đang chung sống lâu năm rồi, lâu rồi chứ không phải là mới mới sống ở đây. Thì lúc mà chị phát hiện ra thì chị mới đi qua tâm sự với chị hai của mình. Thì chị hai của chị mới nói thôi thì mày sống sao mày sống, mà miễn sao mày có giấy tờ hợp lệ rồi thì thôi. Đó. Thì quý vị biết không, chị cũng đinh ninh vậy, thì mình lo cho hai đứa con đi làm, có tiền về lo hai đứa con, lo đóng tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cộ, nó sinh hoạt cuộc sống nó bình thường vậy thôi. Nhưng mà chị buồn cái là buồn chồng mình, thì khi phát hiện ra chồng ở với cái bà đó thì chị lại nghĩ là chồng chị phản bội mình rồi đi cặp bồ với người khác đó, chứ chị không có biết chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà thực tế như thế này là cái ông mà chồng của chị đó thì ổng muốn kiếm một cái mối nào đó để ổng kết hôn, để ổng nhận tiền từ cái hôn nhân đó. Thì cái người chị của chị đó thì mới kêu em của mình ly dị chồng, rồi mới kêu em của mình cưới cái ông đó. Nhưng mà người em á lại nghĩ đây là cái chuyện bình thường mà chị mình lo cho mình cuộc sống thôi, chứ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là trả tiền cho cái cuộc hôn nhân này. Đó. Thì lúc mà ly hôn đó
thì chị cũng có bán nhà và chia tài sản với ông chồng cũ. Thì bao nhiêu tiền đó chị mới gửi qua bên Mỹ cho chị hai chị mượn. À nha, cho chị hai chị mượn. Rồi chị hai, khi mà chị này được qua bên Mỹ rồi đó, thì chị hai bên này coi như né tránh tất cả hết về cái phần của chị này. Thì lúc mà xảy ra cái chuyện như vậy đó, thì chị nói là bán nhà xong là mỗi người được khoảng 50.000 đô, là mỗi người chia ra mỗi người được 1 tỷ á. Thì chị nói là được khoảng 50.000 đô thì gửi qua cho chị hai mượn. Nhưng mà chị hai lại gài kèo ở cái chuyện là lấy cái tiền đó đi trả cho ông kia thì chị mới được ngồi ở đây. Thì khi phát hiện ra là chị đau lắm. Nếu như mà biết trước cái chuyện đó thì chị sẽ đề phòng, không cho ổng đụng vào người mình, không có ăn ở, ăn ngủ như vợ chồng, mà chị phải thủ thân thủ thế cho mình, vì biết đây là cái cuộc hôn nhân trả tiền. Thì khi mà chị qua bên đây rồi nó lình xình mấy cái chuyện đó, rồi chị cũng nói là bây giờ ổng có bồ rồi, ổng đi rồi, bây giờ em phải lo cho mấy đứa nhỏ, lo cho cuộc sống. Thì bây giờ chị cái tiền mà chị mượn đó mỗi tháng chị cho em lại ít ít để em sống. Thì chị hai mới nói một câu thẳng thừng là cái tiền đó là cái tiền trả cho cái cuộc hôn nhân của mày, để mày mới được ngồi ở đây. Thì chị này mới tá hỏa tâm tinh luôn. Tại sao chị không nói trước, tại sao chị không nói sớm, trong khi đó là chị nói chị là mai ông này về để cưới em được qua bên Mỹ sống với chị cho cuộc sống nó sung sướng, mà tại sao chị lại như vậy. Coi như là bả gài kèo, bả lấy 50.000 của chị này, của em mình, bả lấy, bả nhín ra hết 20.000, bả ăn rồi, bả đưa cho cái ông kia có 30.000 thôi. Trong khi đó là khi mà ổng về, ổng cưới chị đó, thì chị không hoàn toàn biết chuyện gì đâu. Thì ổng lo hết đám cưới, ổng lo hết vé máy bay, ổng lo tất cả giấy tờ, ổng lo hết. Nhưng mà không, ổng lấy trọn 30.000 đó, ổng bỏ vô túi. Rồi ổng còn ăn ngủ với mình hơn 2 năm trời. Và những lúc về Việt Nam, thì chị hai lấy cái tiền đó, chị hai lo cho ổng. Và khi mà chị này đòi á, chị hai trừ thẳng hết. Mày được ngồi đây là nhờ năm cái 50.000 đó. Thì đó là một lần rồi. Thì chị biết ra thì chị cũng đau khổ và hụt hẫng lắm, rồi tự chị cũng đi tìm người để mà ly hôn với ông đó. Thì ông đó coi như không có tình cảm gì chị, kiểu như là vợ chồng thì ăn ngủ coi như là nó bóc hốt thôi. Kiểu như nó vừa được có tiền mà nó vừa bóc hốt nữa. Đó, coi như là cái ông đó ổng có lợi, có lời rất nhiều. Rồi xong cái ổng thấy trong cái khoảng thời gian mà apply được cái thẻ xanh 10 năm đó là ổng kiếm chuyện ổng đi. Ổng ngu gì ổng ở lại ổng gánh, trong khi đó ổng ôm tiền mà ổng đang như hợp đồng miệng với bà chị hai mà. Đó, rồi ổng qua ổng ở với bà bên kia coi như bình thường, có chuyện gì xảy ra thì chị bên này kiếm người ly hôn. Là coi như cuộc sống của chị với ổng đó clear đó, không ổng dính líu, ổng dính dáng gì hết trơn rồi đó. Thì thêm một trận nữa là sau đó mấy năm thì chị hai kêu chị á là mày phải đi thi quốc tịch, mày phải vô được quốc tịch để mày lo cho mấy đứa nhỏ cho nó có quốc tịch. Thì chị hai nói cũng đúng mà, thì chị mới cố gắng chị đi thi quốc tịch, mà chị thi 6 lần rồi không đậu. 6 lần mà chị thi không đậu, cái chị mới nói thôi không có thi nữa, để mấy đứa nó đủ tuổi là tự nó thi. Tới bây giờ luôn, tới bây giờ luôn là coi như 16, 17 năm rồi mà chị cũng chưa có quốc tịch. Thì sau lần mà con của chị, hai đứa lớn nó được đi vô trường college nó học á, thì thêm một trận dướng vào đàn ông nữa, cũng do cái người chị hai nữa. Tức là cái người chị hai này là chuyên đi chơi casino, chơi cả hai vợ chồng chơi casino rất nhiều, đi chơi bờ cờ bạc rất nhiều, và coi như là tiền thải vô đó rất nhiều. Hai vợ chồng có một đứa con mà cuộc sống gia đình rất khá giả, gia đình của chị hai nha, ở nhà to, công ăn việc, có tiệm nail mà, công ăn việc làm ổn định, ông chồng làm cũng nhiều tiền, bà vợ làm cũng nhiều tiền, có tiệm nail đó, cho nên là ta nói tha hồ chơi đó. Thì bà rất là mê chơi cái đó, cả hai vợ chồng luôn. Thì đến cái lần này cũng chính chị hai nói với chị
là không lẽ mày ở vậy, mày cũng phải lo ấy đi chứ. Bây giờ mày chán Chị hai. vì nghe lời chị hai thêm một lần nữa là kết hôn, tại vì bà nói là mày không có thích Việt Nam nữa thì để tao kiếm Mỹ cho mày. Sống với Mỹ thì nó thoải mái hơn, giống như bản thân của chị hai đang sống với Mỹ đó là thấy rất hạnh phúc mười mấy năm, thì chị cũng ok. Như chị coi như là không mạnh mẽ, không có chính kiến cho bản thân mình, tất cả mọi thứ là đều nghe lời thôi. Thì chị hai sắp xếp sao nghe lời vậy, thì lúc này đó chị hai mới làm mai cho chị, người này là người Mỹ, nhưng mà thực tế chị biết là người Mỹ nhưng mà chị không thật sự biết ông này gốc ổng là người nào. Thì sau này mới biết ổng là gốc người Ý, người Italian á. Thì khi mà chạm mặt rồi trong cái giai đoạn cô đơn mà rồi có bạn rồi cũng khoái, cũng coi như cũng mềm mỏng, cũng mít ướt đó, thì đến với ông này thì chỉ rất là mê mẩn. Chị nói chị thương ông này, chị mê ông này, chưa bao giờ mình sống mà mình có cảm giác được thả lỏng người á, an toàn á, coi như là không lo lắng, không đề phòng, không gì hết. Mà người Mỹ á thì nó rất là tâm lý, nó yêu, nó chiều, nó cưng, nó chiều, nó nụ, chiều chuộng mình mà nó cưng nựng mình á, cho nên là chị cũng không suy nghĩ về sâu xa lắm. Thì cũng đến một ngày nó lại xảy ra một cái chuyện mà chị cũng không thể ngờ tới, cũng chính chị hai của chị nhúng tay vào. Tức là bả làm tiệm nail, ổng làm công việc của ổng, không dính dáng gì tiệm nail của bả, coi như hai vợ chồng có hai thu nhập mạnh ai nấy sống đó. Thì nói về cái tiệm nail như vậy nhưng mà thực tế ra là nó rỗng ruột ở bên trong. Mà chính bản thân chị này cũng biết, mặc dù chỉ làm nail cho chị của mình biết bao nhiêu lâu mà chị cũng không biết. Tại vì bà đem cái tiệm nail đó bà làm bao nhiêu đó, bà đi trả tiền lời tiền nợ cho người ta hết, vì bà chơi cờ bạc đến cái mức là bà phải vay nợ vay lời. Thì cái ông chồng Mỹ, ông chồng người Italian của chị đó với lại hai vợ chồng của chị hai đó là một cặp bài trùng, cũng là dân chơi bời trong đó. Thì chị biết là kiểu như là cuối tuần hay là có dịp lễ lộc nào đó thì cả nhà rủ đi chơi, giống như dịp sinh nhật nè. Sinh nhật mày muốn gì thôi, muốn gì cũng được, thôi thì tao tặng cho mày cái phiếu đó, mày đi vô trong nó mày chơi casino đi cho nó giải tỏa, cho nó chơi cho biết rồi chơi cho giải tỏa đó. Nó như là giống cái trường hợp đại khái nó là vậy đó. Thì chị mới biết là ông chồng của mình á, người Italian á, chơi siêu đẳng, chơi trong casino không có món nào mà không biết chơi đó. Thì lần đầu đi chơi thì thấy ăn được mấy ngàn thì chị khoái. Chị này chị đang kể mình nghe là chị khoái, mà chị cũng không nghĩ tới cái chuyện gì sâu xa lắm. Thì chị với ông này ăn ở với nhau chứ không có đăng ký kết hôn, ăn ở với nhau rồi hẹn hò nhau đi ăn đi ngủ đi chơi đi bời, coi như đi nhậu đi nhẹt, rồi đi có lần hả thử ăn cái gì mà cái kẹo mà cái cần sa đó, mà Hayley không có nói được cái cần nha, cái kẹo mà nó có cần nó coi như nó có cái thuốc ở trong á. Thì có một lần đi chơi chung coi như là chị với lại chồng chị là bạn trai của chị là người Italian, còn hai vợ chồng chị hai cũng đi chơi chung vậy mà ai cũng ăn hết, thì chị cũng ăn luôn. Thì chị mới biết, thì chị hai nói là ăn đi không sao đâu, chơi vui thôi mà. Ta nói xuất phát gì cũng từ cái bà chị đó mà ra, hư nên tốt xấu cũng do bà chị đó mà ra. Thì chị thấy cũng ở vui, cái vui vẻ rồi chơi chơi. Nhưng mà không ngờ nha quý vị, chị hai của chị mượn tiền của ông Italian đó rất nhiều, và chị hai của chị lại đem chị ra để cấn nợ. Tức là cứ mỗi lần đi chơi đi bời đi ăn đi ngủ đi từ lưu hột dư như vậy là tính bằng tiền vào cái tiền đó đó, trừ vào cái tiền đó đó. Thì đến nghe nói là mượn đâu mấy chục ngàn lận bằng tiền mặt nha, mượn mấy chục ngàn tiền mặt để đi chơi bời đó, coi như là bả chơi đâu từ hồi thở nào rồi đó. Thì bây giờ mới 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 xảy ra cái chuyện đó. Thì cứ mỗi lần mà chị này đi ăn đi ngủ với ông bạn trai của chị là trừ nợ cấn nợ qua cho bà chị hai đó. Thì lâu, coi như là quen lâu lắm mà quen cả mấy năm trời, đi ăn đi ngủ đi chơi đi bời vậy đó mà chị không biết. Đến khi chị biết
là chị thấy có một trận cãi vã giữa chị hai và ông này nói tiếng Anh. Chị nghe được, lúc này là chị hiểu được tiếng Anh nhiều rồi, và chị nghe được và hai người có cuộc cãi vã liên quan đến vấn đề là chị và tiền. Thì lúc này ông bạn trai của chị mới điện cho chị và nói hết tất cả mọi thứ từ đầu đến đuôi, là chị hai của chị gả bán chị cho cái ông người đó để ổng trừ nợ qua. Thì chị thấy như vậy thì chị hoảng hồn và chị không thể nào mà hình dung được cái chuyện mà chị mình đã đem mình đi gả bán một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục lần thứ hai. Chị không nhịn được nữa và chị coi như là cãi với chị hai của chị rất nhiều, và hôm đó cãi chị nói hả, chị xách giỏ chị đi về luôn, chị không làm nữa và không khe nữa, không quan tâm gì đến chị hai nữa. Thì chị mới hỏi cái ông bạn trai á, là người Mỹ nhưng mà gốc là Italian đó, thì hỏi là bây giờ á, chị của chị đang làm xấu như vậy, làm bậy như vậy, bản thân chị không biết, thì bây giờ ông đó có muốn làm bạn trai của chị hay không? Thì nếu như mà muốn làm bạn trai của chị thì hai người phải dứt khoát với lại hai vợ chồng của chị hai ra, để mà không bị không dính líu, liên quan dính líu, để không bị cái lệ hệ lụy về sau. Thì cái ông đó, ông bạn trai của chị, ổng mới nói là ổng rất là thương chị và ổng rất là quý chị, và ổng thấy rất là nhiều lần chị hai ăn hiếp chị và sống giống như là không có trung thực với chị, mà ổng rất ghét điều đó. Cho nên ổng nói là chắc chắn là tôi cho bạn biết điều này để cho bạn tránh né con người xấu xa đó ra, chắc chắn là tôi sẽ vẫn tiếp tục là bạn trai của bạn, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là tôi ăn ngủ với bạn để mà được trừ tiền của chị hai. Hiện tại bây giờ là chị ấy còn nợ tôi mấy chục ngàn thì chị ấy phải trả, không trả là ông này ông sẽ đưa ra tòa. Thì chị nghe như vậy thì chị năn nỉ ổng là thôi chị chấp nhận làm bạn gái của ổng và yêu ổng và xong chung sống với ổng, kể cả là đi đăng ký kết hôn luôn, nhưng mà đừng có đưa chị hai của chị ra tòa. Thì dù sao đi nữa cũng cảm ơn chị hai đã tìm đường cho chị qua tới đây. Thì chị cũng kể từ đầu đến đuôi vậy, thì cái ông này ổng không chịu và ổng nói là còn không á, là nếu như mà chị vẫn còn binh vực và giữ chị hai á, là ổng sẽ không có quen chị nữa và ổng tiếp tục ổng sẽ thưa chị hai. Thì bà chị hai này bà cũng đâu có vừa và bà thách thức ổng, tại vì cho mượn tiền bằng tiền mặt, không có cái chứng cứ, không có gì hết trơn, bây giờ mày kêu đi, giống như là bà chị hai bà nói ngang, bà cũng hiểu luật và bà cũng sống ở đây và bà cũng là dân ăn chơi như vậy, thì bà rất là biết và bà cũng làm càn lắm. Cho nên bà nói ngược với ông kia cũng chửi cũng phay quá trời, cái ông chồng Mỹ của chị hai cũng phay quá, cũng cãi quá trời. Rồi cái chị này chị mới nói thôi, nếu như mà ông này mà ổng yêu chị thật á, thì ổng với chị sẽ đi qua cái bang khác sống, và ông này ổng đồng ý. Và chị cũng năn nỉ ổng là thôi có thể bỏ qua hoặc là có thể chần chừ lại để cho chị hai từ từ có tiền mà trả, chứ thực tế ra cái tiệm đó nó không còn cái gì ở trong hết, kiểu như làm khách bao nhiêu là chị hai đi trả nợ hết à. Thì cũng may là cái ông này ổng thương chị và ổng mới đồng ý là sống với chị và lo cho hai đứa con của chị. Rồi tới bây giờ luôn hai người đã đi đăng ký kết hôn và trở thành là một gia đình vợ chồng hợp pháp đàng hoàng. Thì cái ông đó sau khi, cái ông này nè, ông chồng chị sau khi mà đăng ký kết hôn rồi chọn chị là một gia đình rồi á, thì thương chị rất nhiều và ổng đã từ bỏ những cái cuộc ăn chơi đó và ổng đi tìm một cái công việc ổng làm, coi như là ổng đang làm cho cái mail á, cái chạy mấy cái xe mà người ta đi gửi mail, giống như là mình mua cái gì mà shipper á, bên mình gọi là shipper, thì ổng chạy những cái xe đó, ổng đi giao hàng á đó, thì ổng làm công việc đó, còn chị thì vẫn tiếp tục làm nail. Thì cuộc sống của chị hiện tại bây giờ là ổn và nó không có sóng gió nữa. Thì chị kể ra ngày hôm nay thì chị mới thấy rằng là coi như là người hại mình, người cười mình, người khi dễ mình cũng chính là người thân mà ra. Khi mà mình giàu có, mình hạnh phúc thì người thân của mình là cái người ganh tị. Rồi đến khi mà mình thất bại
thì cũng chính cái người thân của mình là cái người cười mình trước. Và nếu như mà để cho họ có cơ hội để lợi dụng mình thì cũng chính người thân là cái người tìm cái khe hở để lợi dụng mình trước. Cho nên sau khi sự việc đó xảy ra thì chị thấy là chị không thể đặt lòng tin và cũng không còn sự tôn trọng nào với chị hai của mình hết. Hôm nay chị kể ra ngày để chị cũng mong muốn chia sẻ cái kinh nghiệm qua cái cuộc sống của mình cho những người mà khi vô tình xem được cái câu chuyện này ngày hôm nay khi Haley chia sẻ lên đây. Thì khi mà chị kể và chị nói ra, Haley xác nhận đúng nha quý vị. Đúng. Mặc dù là trong gia đình mình chưa ai hại mình, chưa ai này nọ kia với mình, nhưng họ khinh mình là có rồi đó, chứ không có đâu. Cho nên là thôi thì mình cũng không dám nói xấu hay là nói gì gì người nhà người thân mình, nhưng mà thực tế ra trong cuộc sống này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra chỉ có mình mới cứu lấy mình được mà thôi. Thì cũng may mắn cho chị là cái ông bạn trai đó rất là thương và hiểu chị và hiểu chuyện, cho nên là theo sát cánh với chị cho tới bây giờ 16 năm. Haley cảm ơn chị rất là nhiều đã xem video của Haley để có một cái sự cuốn hút nào đó để chị tìm đến Haley để kể ra câu chuyện của mình. Thì Haley cũng hy vọng rằng cuộc sống của chị sống đúng thì chị sẽ gặp phải những cái chuyện đúng và những cái chuyện phải suôn sẻ trong cái cuộc hôn nhân và gia đình của mình. Còn những người họ sống sai, họ lợi dụng vào những cái sự không hiểu biết của mình và họ sống sai với mình, họ sống theo cái kiểu mà đem mình giống như đem chị đi gả bán như vậy đó, thì chắc chắn rằng là cái kết cục nó cũng sẽ không bao giờ được viên mãn. Bởi vì con người ta làm hại người khác nó xuất phát từ cái tâm. Nếu như nó không có suy nghĩ và trong cái tâm của nó không tốt thì nó sẽ làm những cái chuyện không tốt. Còn bây giờ cái tâm mình và trong cái cách suy nghĩ của mình lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện thiện thì đương nhiên mình sẽ từ tâm. Và khi con người đã có lòng từ tâm thì chắc chắn họ sẽ không làm hại bất cứ một người nào và nhất là người thân của mình. Haley tin là như vậy. Và Haley cảm ơn chị một lần nữa. Haley xin được cảm ơn đến tất cả quý vị luôn quan tâm và thương mến kênh của gia đình Haley nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.